Alo, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Tôi là mình. Các bạn thấy ở Mỹ đi mua cái gì cũng phải đóng thuế. À, đi vô mua con ốc, con vít, con tán, con lon. Cái này cái kia để mình sửa nhà rồi. Làm cái này kia. Mua cái bếp thôi. Would you like an e-receipt? Các bạn thấy cái gì cũng phải thế. Thank you for shopping at the Home Depot. Ở bên cái xứ tiêu bản nó gì đó Việt Nam mà như kiểu Mỹ là thôi, dân Việt Nam mấy thằng chống cộng có đè nó chửi cộng sản tối ngày sáng đi. Các bạn thấy vô chợ mua cái gì cũng phải đóng thuế, mua con ốc, con vít, cây cầu, mua ly nước ngọt, mua cái điếu thuốc, mua cái chạy bi, mua cái giống quái gì nữa. Nhiều khi các bạn mua đi cà phê cũng phải trả thế. Không có cái gì mà chạy khỏi hàng Mỹ chân á. Cái thằng tư bản nó vậy đó. Cái thằng tư bản nó rất là hay. Bây giờ có nhiều người hôm nay tôi thấy có cái đề tài trên mạng bàn cãi nhau ấy, nhưng mà chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, cái nào nó chủ nghĩa tư bản thì nhiều người nói rằng là cho rằng là chủ nghĩa cái tư bản năng suất cao, nó là dĩ nhiên rồi. Thằng tư bản anh làm việc cho nó, nó bắt anh phải làm việc năng suất cao, nó trả lương anh đó. Nó thuê anh 10 đồng anh phải làm nó cho nó 3 triệu đồng. Cái tư nghĩa tư bản làm như vậy nó bắt cạn kiệt sức con người ta. Nó bắt anh làm không được là nó cho anh ao, nó nóc anh ao liền. Còn chủ nghĩa xã hội, anh làm anh hưởng, anh muốn sống tàn tàn thì anh ký thành tàn tàn, còn anh muốn giàu có, anh muốn nhà lầu xe hơi đất đai vườn tược thì anh phải làm, anh phải bước vào cái thương trường. Anh già, anh lớn tuổi, anh về hưu, anh nghỉ, anh sống anh sống giản dị và bình dân, chẳng đụng tới ai cả, không chính trị chính em, không kinh tế kinh gì hết, cứ về vườn an hưởng tuổi già. Còn chủ nghĩa tư bản có nhiều người làm đóng thế thấy mẹ luôn, 70-80 tuổi giờ có nhiều người còn đi làm. Anh chị các bạn biết ở Mỹ giờ tại đời sống vật chất nó cao, người ta không có đủ khả năng để nghỉ hưu. Cái chủ nghĩa tư bản là gì đó. Nhưng mà cái hay của thằng tư bản chủ nghĩa là nó là cái gì? Nó tư nhân quá, nhưng mà chính phủ đứng sau lầm lục. Nó hay là hay cái chỗ đó. Nó siêu là nó siêu cái chỗ đó, mà nó độc đáo là cái chỗ đó nữa. Đấy, anh làm gì kìa? Nó để anh tư nhân quá, cổ phần quá. Ok, chuyện nhỏ như con đó. Các bạn thấy đó. Nhưng mà nó làm lục hết. Tới nỗi mà cái người mà đi bán dạo ở Mỹ này, có người bán dạo nha anh chị các bạn. Đi làm bán dạo cũng phải xin phép và lục lệ là giấy phép thành nghề, và cuộc sống thế này thế nọ nó đều phải có cái luật lệ tuân thủ hết. Đóng thuế rồi nó phải tuân thủ, chứ không phải giống Việt Nam. Cái chủ nghĩa thằng tư bản nó siêu là chỗ đó. Đấy, nó nhận anh làm việc, nó cho anh ăn, nhưng mà anh phải làm cho nó gấp đôi gấp ba lần để nó thu về cái lợi nhuận, và anh phải cạnh tranh, anh phải đạt năng suất cao cho nó. Chủ nghĩa tư bản là thế. Nhưng mà được, anh được cái là gì? Anh làm tắt đầu tắt mặt tối, anh ngồi lên chiếc xe hơi, anh ở nhà lầu nhà cao, nhưng mà anh phải làm anh mới có được những cái điều đó. Tư bản là vậy đấy. Bấy nhiêu người Việt của mình họ mê hàng tư bản, nó marketing, nó qua mấy cái xứ mà đời sống thấp, người ta ăn cái bánh vẽ. Nó viết sách, nó viết ra những cái công thức, những cái lập trình,
những cái cách mà thức mà nó làm, nó kinh doanh, nó tổ chức về mô hình tư bản của nó rất là hay. Tôi nói cho các bạn biết, tôi làm việc với nó, nó viết ra rất là hay. Các bạn ngồi các bạn nghe không mê nó thôi. Nó diễn thuyết mà các bạn, nó diễn thuyết rất là độc đáo. Hồi xưa tôi mới ở Mỹ, để tôi kể cho các bạn nghe cái chuyện của thằng Amway. Cái tuổi Amway vào thập niên 80-90 nó rất là dữ dằn. Nó marketing, nó vô đó, nó bài vẽ, nó làm cho anh mê. Cái hệ thống làm việc của nó gọi là pyramid, theo cái tam vác, cái tam giác. Các bạn biết, nó bóc lột mà nó cách nó làm. Thằng hằng nào ăn, hằng ở trên thì cứ ăn chung mặt xương, còn thằng ở dưới thì làm mà nó quảng cáo độc lắm. Sau này nó nhập về Việt Nam, tôi về Việt Nam cũng có một số người họ ngồi họ nói chuyện Amway với tôi, nó cười ngất. Tôi nói chết, nhảy vô cái đó là chết. Nó cho ăn cái bánh vẽ mê ngồi đó, anh làm nó dẹp vẽ ra cho anh bán buôn những cái sản phẩm của nó viết thành những cái công thức của nó, độc đáo lắm. Hồi đó tôi mới vô, cái nó kêu mình phải đóng lệ phí rồi trả tiền cho này cho nó. Tôi nói ủa sao kỳ vậy, nó nói ủa kỳ vậy, tôi bán ông đưa đồ tôi bán mà tôi phải đóng những cái lệ phí cho mấy ông nữa. Nó phân phối mình, nó thôi dẹp đi, thôi tôi thấy không được rồi, bị lừa rồi. Trời, nó nói tháng kiếm được 50.000 đô rồi, cái thời đó mà hỏi chứ không sướng sao được. Nghe thì mê lắm, nhưng mà mình phải làm, mình phải đi ra đó, mình phải quảng cáo cái sản phẩm của nó, rồi mình bán, rồi mình phải kiếm 3 khách hàng. Và 3 khách hàng đó mình phải làm sao kiếm ra 3 khách hàng nữa. Nó đi theo cái hệ thống tam giác mà, pyramid mà. Pyramid là nó cái hệ thống của theo cái gì ta, cái pyramid đó chứ các bạn. Mấy người mà ở Trung Đông mà mấy người mà chết họ chôn trong cái pyramid đó. Cái gì ta, triangle không phải, là cái đại khái là gì các bạn không? Nó ghê lắm anh chị các bạn ơi, cái thằng tư bản chủ nghĩa mà sống với nó, làm việc với nó, mình mới hiểu được cái con người của nó. Cho nên tôi không bao giờ tin vào cái chủ nghĩa tư bản. Tụi nó bị dân ghê hồn lắm. Bây giờ đó tôi làm việc chứ nên với tụi nó, tôi nói phải làm sao 10 năm sau tôi phải đứng trên đôi chân của tôi. Không bao giờ tin vào cái hệ thống của nó. Nó ghê hồn, là kinh khủng. Tôi hứa với thằng boss của tôi, nói tôi làm trong 10 năm thôi. Tôi phải đứng trên đôi chân của tôi. Ông hỏi hao. Tôi cười, 10 năm sau tôi hứa và tôi làm được điều đó. Các bạn thấy ngầu không? Mà tôi làm cho công ty Mỹ tôi biết mà. Nó cho mình học hành ha, cũng ngon lành lắm. Mình muốn học cỡ nào nó cho mình học cái đó, vừa làm rồi đi học thêm, rồi nó trả tiền hết luôn. Nó cho mình tu nghiệp tại vì mình về mình sẽ làm lợi cho nó mà. Các bạn biết bởi vì tại sao những cái đứa trẻ bên Mỹ này, đứa nào mà giỏi đó nó thấy là nó bỏ tiền ra, nó cho học bổng, nó nuôi ăn học ra là nó hốt liền. Ra nó hốt tiền về làm cho nó. Về làm cho nó cưng chiều, nó cho ăn, nhưng mà phải làm cho nó. Những cái sản phẩm ra, những cái phát minh ra cho nó. Khủng khiếp lắm. Cho nên những cái dân của mình, người dân của mình, mình sống cái dân tộc của mình, mình bị đè đầu cởi cổ mấy ngàn năm pháp thuộc, cả trăm năm pháp thuộc, rồi đô người dân văn hiến, rồi bị giặc Tào đô hộ, cái người dân của mình đau khổ diện biến. Và bây giờ các bạn thấy đất nước mình mới đổi mới phát triển và mình bắt đầu vươn lên, và cái người dân của mình bắt đầu họ hướng ngoại nhiều thì họ sẽ bị lừa. Các bạn thấy họ bị tụi tư bản nó cho ăn bánh vẽ. Đó là lý do tại sao nhiều người khi mà tụi tư bản nó đến Việt Nam, hay là nhiều người được nó cho qua quốc gia nó, trong những cái nhìn thấy những cái sự hào nhoáng bên ngoài á, mình mê. Và những cái cuốn sách, những cái lý thuyết của nó về chủ nghĩa tư bản của nó như thế này thế nọ, nó cho ăn toàn là bánh vẽ không à. Bạn thấy nhiều khi mê bước vào rồi thấy mới choáng váng. Tôi chứng minh cho các bạn thấy, như ông Phạm Bình Nguyên là một cái điển hình đó.
ở trong nước rồi, rồi lúc mà ông mới mua được cái thị trấn của thằng Mỹ, cái thị trấn Buffalo của thằng Mỹ, cái nói ai cũng mừng rỡ, ôi dân mình được làm chủ của cái thị trấn. Tôi ngồi thì vấn đề chính trị của nó phải thủ đoạn thôi, thì mình dùng cái mô hình đó để đặng mình đánh lại cái tụi mà chống cộng xuyên tạc ở hải ngoại. Mình hô, mình cũng hô hào lên rồi, dân mình bây giờ mua được thị trấn Mỹ rồi, mình ngon rồi. Nhưng thật chất các bạn thấy ông Phạm Đình Nguyên khi mà ông đấu thầu cái thị trấn đó có 940.000 đô rồi, về ông phải bỏ cả một cái số tiền hơn như vậy nữa để ông vận hành và ông bảo trì cái thị trấn đó để đặng mà ông kinh doanh, khủng khiếp không, chứ không phải giỡn đâu. Sau này ông mới thấm thía, bởi vì những cái dân mà làm ăn trong nước cỡ mà dân đại gia rồi qua Mỹ là thua toàn tập. Các bạn thấy ở trong nước thì họ có thể cái mô hình xã hội chủ nghĩa, luật pháp nó dễ bị dễ con người ta dễ lèo lách hơn, họ có tiền mà. Nhưng mà qua Mỹ thì không, anh qua Mỹ không, tôi nói chỉ qua Mỹ chung với tôi bạn là luật, anh mà sớ rớ một cái là chết. Như khi mà tôi ra tôi lấy cái license khai thác đâu vậy đó, mà làm ăn chèn rồi nó cạnh tranh khốc liệt, luật cái gì cũng luật. Anh làm anh đấu thầu cái gì cũng vậy nữa, anh phải viết cái proposal làm sao cho nó đúng, mà cái người mà anh ra anh đó anh nhận anh đấu thầu mà anh trúng cái dự án đó là anh cũng phải là anh phải biết luật và biết cách chơi trên cái về vấn đề luật chứ không phải giỡn. Còn Việt Nam là money thoát, cứ là thấy đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ở Việt Nam là vậy, tiền là nó ở Việt Nam gọi là bôi trơn á. Còn bên Mỹ này anh biết luật là anh chơi đó, là anh có giấy phép thành nghề, anh khi anh trở thành contractor license rồi đó là anh ngon rồi. Mà vấn đề là anh ngon trước mắt, nhưng mà anh vẫn phải hiểu về luật pháp, không thì nó giật anh lên bờ xuống ruộng. Chàng ơi, tôi bước vào thương trường lên tò xuống tò, nếu mà mình hiểu bóng nghĩa là nó giật mình cũng chết chứ bao giờ. Mỗi lần mà thưa kiện được những cái làm ăn được kinh doanh được hết cái là nó thưa, là mình phải ra tò thuê luật sư, không là các bạn nghĩ thì 200-300 đồng một giờ đồng hồ sao chịu nổi. Chưa nói là những cái mà thưa kiện mà nó phức tạp còn tốn kém nữa. Cho nên mình phải biết luật, mình phải hiểu, mình phải đứng trên cái đôi chân của mình. Cái chủ nghĩa thằng tư bản là như vậy đấy, nó không phải là giỡn đâu. Nó làm cho mình phải, nếu mình làm việc cho nó thì mình phải đạt năng suất cao. Còn mà nói về vấn đề những cái mô hình công ty mà trực thuộc của chính phủ đó, ở thằng tư bản nó cũng tồi tệ dã man luôn. Tôi nói chuyện các bạn biết, quốc gia nào cũng vậy. Có nhiều người nghĩ rằng chỉ có ở Việt Nam những công ty quốc danh, những công ty mà nhà nước quản lý thì nó mới hèo, làm việc thì không đạt năng suất, yếu kém thế này nó. Chàng ơi, thằng Mỹ này nó cũng vậy thôi anh chị các bạn. Các bạn chưa có đụng vô vấn đề mà luật pháp mà vô trong hành chánh của thằng Mỹ. Tôi nói không mà xin giấy phép thành nghề không, nó qua bên này nó qua bên nọ, anh phải học một cái lớp gọi là trading, một cái lớp rồi về business để đặng anh hiểu cách mà anh làm giấy tờ hành chánh thế má luật pháp về trading, có nghĩa là về chuyên môn. Mà anh thi mà không đậu là mệt, mà anh đậu xong rồi anh còn phải đóng giấy phép hàng năm mỗi thứ hết, nó không phải giỡn đâu. Cho nên cái thằng mà tư bản á, khi mà bước vô mà cái hệ thống pháp luật chính phủ của nó, chàng ơi, anh ngồi anh đợi. Tôi nói các bạn ở bên Mỹ này, mấy năm gần đây thì nó đỡ thôi, các bạn bước vô vấn đề mà tôi nói, đi đổi một cái tờ giấy mà gọi là đăng ký xe đó, các bạn mua xe
các bạn lên đó các bạn đăng ký xe đó, đổi lấy cái title đó, nhiều khi đợi từ sáng tới chiều nó vô nó làm việc tàn tàn, đi xuống những cái văn phòng của chính phủ, tôi nói gì bạn, nó ngồi nó lệ thệ, nó lê thê, tại vì nó ăn tiền chính phủ mà, nó câu giờ nó ăn à. Mà mình đợi thấy mẹ sau này bắt đầu nó mới cho tư nhân, nó cho tư nhân quá, thằng chính phủ nó đưa cho tụi một số tư nhân rồi nó gọi là agency, giống như Việt Nam bây giờ, các bạn thấy Việt Nam bây giờ nó giống như gọi là công chức đó, để cho bớt đi những cái vấn đề mà hành chính nó rồm ra à, và nhưng mà mình phải đóng cái lệ phí cao đấy, các bạn thấy không, chèn thôi khủng khiếp lắm. Vậy mình có điện thoại chứ các bạn, mình có điện thoại. Hello bro Justin, bro Justin này cũng làm về bên xây dựng construction mà. Tôi mà nói vấn đề construction mà bro Justin này mà không phái nữa thôi. bro Justin này là cũng hiểu về vấn đề luật pháp nữa. Đụng vô đâu phải giỡn đâu. Tiền ơi, mỗi cái là nó đều có cái code của nó. Electrical nè, mechanical nè, framing nè, roofing nè. Chàng ơi, tôi nói cho mà coi, foundation đâu phải giỡn đâu anh chị các bạn, mỗi cái luật và mỗi cái đó phải đóng lệ phí, phí chồng phí, đâu phải giỡn đâu. Còn nói mà chính phủ, nãy tôi nói tiếp vấn đề mà luật lệ của chính phủ, các bạn đừng có nói không phải Việt Nam không đâu, cha chung không ai khóc. Cái thằng bưu điện Mỹ đó, nó lỗ 11 năm nay, nó lỗ 69 tỷ đô la. Ở gặp ở Việt Nam là bắt đầu tụi chống cộng, một số những thành phần bất mãn chính phủ bắt đầu là chửi chế độ rồi. Bạn thấy khủng khiếp lắm. Năm 2020 đó, nó lỗ 9.2 tỷ billion. Ghê hồn không? Mà nó không cách nào nó cải tổ nổi hết. Nó phải chấp nhận nó bù lỗ. Nó bù lỗ chiên miên. Cái thằng bưu điện Mỹ nó không cách nào nó giải quyết được hết, đằng nào nó lạng hoạn, nó không khéo, nó ảnh hưởng tới vấn đề mà kinh tế chính trị của nó, nhóm lợi ích của nó nữa, ghê hồn lắm. Tôi nói anh chị các bạn biết, cái đất Mỹ này nhiều khi các bạn thấy cái thằng tư bản chủ nghĩa năng suất cao hay là những cái cách nó làm việc, dĩ nhiên rồi nó tư nhân mà vô túi mấy thằng tài phiệt vô túi mấy thằng tài phiệt thì làm việc cho nó. Anh mà không làm năng suất cao cho nó đuổi việc anh. Còn ở xã hội chủ nghĩa thì anh làm việc, nếu anh làm chủ, anh chịu khó, anh cần cù siêng năng, anh làm nhiều thì anh sẽ có được nhiều tiền, anh giàu có, đất đai trù phú, anh sống anh hưởng vậy thôi. Còn thằng tư bản đâu phải dễ đâu. Chính phủ nói cái gì, tất cả mọi thứ, cái gì của thằng tư bản nó đều có thằng chính phủ đứng sau lưng hết. Như khi mà nó lỗ, công ty của nó lỗ đó, thì thằng chính phủ đứng ra subsidize nó, có nghĩa là gì, bảo kê cho nó, là bù lỗ cho nó. Tôi nói như cái thằng công ty điện lực Enron, mà nó về điện và nó về gas, nó về khí đốt, các bạn biết nó tham nhũng tới nỗi mà nó sụp công ty luôn, nó sụp công ty luôn. Đó là công ty đó, các bạn thấy nó thằng chính phủ nó giao cho thằng tư nhân quá, ông chính phủ phải nhảy vào, tại vì ông chính phủ làm luật, ông phải nhảy vào, ông phải take over là về vấn đề mà tiền bạc, nhiều người mất trắng tay, khủng khiếp. Mấy thằng CEO ăn trên ngồi chóc, khủng khiếp lắm anh chị các bạn ơi. Những cái vấn đề mà tư bản chủ nghĩa, cái mặt phải của nó mình nhìn thấy thì nó hào nhoáng hấp dẫn ha, nhưng mà các bạn biết khi mà đụng vô rồi, luật pháp của nó, chèn ôi, mấy cái nhóm lợi ích của nó ăn trên đầu trên cổ. Các bạn thấy năm 2008 khi nền kinh tế Mỹ nó rớt, bất động sản dần tới bời ba lá, còn mấy thằng CEO thì sao, vẫn ăn trên ngồi chóc. Nó mấy thằng mà tội đồ mà làm mà sụp cái nền kinh tế mà dân Mỹ phải chịu, bây giờ nó làm sao, tụi nó giàu cash luôn,
có thằng nào đi tù đâu. Các bạn thấy không? Tư bản chủ nghĩa nó thao túng nhau, quyền lực của nó rất là mạnh. Tôi nói ngay cả cái chính quyền cầm quyền hiện giờ nè, tôi nói anh chị các bạn biết, nó ghê hồn, nó còn hơn là mafia nữa. Đụng vô nó đi đó. Mấy ông mà hôm mà biểu tình cái hôm 6 tây tháng 1 đó, tới nay mà nó còn đi gọi là nó bắt bớ người ta đó, dễ sợ. Đụng tới nhóm quyền lợi đi, gia đình của ông Biden nó tham nhũng, bà mà trời gọi là chủ tịch thượng viện Hoa Kỳ, bà Nancy chèn đã cơ, cả một cái bộ máy chính quyền của nó thối nát. Có nào dám đụng phanh phui, các bạn xem tụi Fox đó. Tụi Fox đụng vô nó đòi thưa, Fox nó đòi bắt thằng cái đài Fox News đó. Nó đòi bắt thằng đó, rồi đóng cửa thằng đó, tại đụng tới quyền lợi của nó, ghê hồn không? Nó bộc lộ cái sự kinh tởm của nó, ghê lắm. Bởi cái Mỹ này nó là một cái hợp Trung Quốc, hàng nào biết khôn, hàng nào khôn thì nhờ thôi, còn ngồi đó mà cuồng Mỹ mà mê cái chủ nghĩa tư bản chết đấy, không giỡn đâu. Tôi nói anh chị các bạn, nhiều người gì của mình chèn ơi, nhiều khi bởi vì tôi nói thật quá, nhiều khi mít lòng người này người nọ, nhưng mà tôi sống vậy đó. Bởi vì mình chỉ đấu tranh chống lại những cái thế lực xuyên tạc chống phá đất nước thôi. Có nhiều khi đài VTV gọi điện thoại tôi hỏi phỏng vấn, tôi từ chối. Tôi nói thật đấy, tôi từ chối. Tôi từ chối tại vì tôi không phải là mô hình của những người mà trong cái truyền thông. Tôi nói chuyện nhiều khi nó thẳng thắn dữ lắm. Thành ra tôi rất là độc lập và tôi kiên định lắm. Tôi nói anh chị các bạn. Thôi mình dừng lại đây, các bạn đang chịu kẹt xe đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.